Thank you.
chúng ta cố gắng sống để hoàn Chúa và để tất cả chúng ta được thành theo chút tỏ vẻ của Đức Kitô, từ mỗi người một thấy những gì tương xứng với cách tốt hay xấu của ngài khi còn trong thân xác. Đó là vì nước trời là của họ. Phúc thay ai theo
họ sẽ được đất làm cơ nghiệp, phúc thay ai nói các sự công chính. Vì họ sẽ được no đủ, phúc thay ai biết thương xót. Vì họ sẽ được xót thương, phúc thay ai có lòng trong sạch. Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, phúc thay ai kiến tạo hòa bình. Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa, phúc thay ai bị bắt lại vì sự công chính. Vì nước trời là của họ, phúc cho các con khi người ta năng nhục và bắt cỡ các con. Và vì thầy họ hướng quân cho các con mọi điều xấu, hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn đã dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Và đối với người Việt Nam của chúng ta, rất luôn luôn tôn trọng về cuộc đời của con người, về cuộc sống của con người. Đối với người Việt Nam của chúng ta, con người không có chết. Bởi lẽ con người được Thiên Chúa tạo dựng nên để mà rất là cao quý trong ở tất cả mọi loài của đây. Cho nên chúng ta thấy cái điều mà người Việt Nam của chúng ta rất là gần gũi với cái đời sống của người Kitô hữu. Khi một ai ra đi thì người ta nói rằng một người anh em vừa mới qua đời, một người anh em vừa mới cũng lui, một người anh em về bên kia thế giới, một người anh em về với ông bà tổ tiên. Cho nên đối với người Việt Nam của chúng ta, con người của chúng ta không có cái chết, mà chỉ có một sự chuyển đổi để mà qua cuộc sống ngoài sầu. Cũng như Đức Thánh Phaolô đã nói, ngôi nhà trần gian của chúng ta bị phá hủy đi, thì Chúa sẽ cho chúng ta một ngôi nhà ở thần trên thiên quân. Chính vì vậy mà chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta có niềm tin về sự sống đời sau. Vì niềm tin của chúng ta là có Chúa bảo chứng, nhưng nói một cách nào đó, Chúa vẫn gieo rắc vào trong cái chốn trọng thông của con người chúng ta là muốn có sự sống đời sau. Bởi vì con người chúng ta ở tầm gian này cố gắng sống lòng những việc làm ăn ngay lòng để mà thức tỉ những cái điều mà họ được lên thiên đàng. Đó là cái suy trong tốn thẩm sâu của con người đều vẫn luôn luôn như vậy. Cho nên cái điều này nó hợp cái điều mà tâm niệm tin của người Kitô hữu của chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn lại trong mạng đời của con người chúng ta, chúng ta có cái bao nhiêu là những anh chị em trong chúng ta ra đi, nhưng đến nhìn bên ngoài thì người ta chúng ta cũng có một cái nỗi buồn thương tiếc những người ra đi, nhưng trong chốn thâm sâu con người chúng ta cũng vui mừng. Bởi vì sao? Con người nhớ cái đoạn đường của cuộc đời để mà bước qua cuộc đời mới. Nó cũng giống như hình ảnh của một em bé ở trong thai nhi, trong cái thai của người mẹ bước ra khỏi cái thai đó để mà bước ra cuộc đời. Đó là một chuyện thiên rằng con người ra đời thì bước vào những thiên mới, đó là phải học hành, phải sống. Và đến cái tuổi kết hôn thì con người được hiểu đi từ đời sống một mình, hiểu qua cái đời sống hôn nhân. Rồi khi con người sống trong cái đời sống hôn nhân thì con người cứ lo làm ăn. Khi bước qua tuổi già thì người ta không bị về hưu, thì bước về công việc làm ăn đi qua về hưu. Nếu rồi thì con người bước qua cái bước về hưu thì con người bắt đầu sống cuộc đời với con cháu. Rồi ước mơ của con người cũng như ước mơ ở
mà Chúa yêu thương chúng ta, đó là thiên đường. Cho nên con người của chúng ta không có chết, chỉ có một sự chuyển đổi từ một cuộc lữ thức trần gian rồi để bước qua một cuộc sống mới trong cái đấng nghiêm rồi. Vì Đức Chúa Giêsu đã nói phúc cho những ai có cái niềm tin vào Ngài, thì Chúa luôn luôn đón nhận những ước mơ để cho họ hưởng cái điều Chúa đã hứa. Những ai tin tưởng vào Chúa, quý vị sẵn sàng đón nhận vào trong cái nước như vương. Rồi khi nói mình là có một con người, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đó là gì? Con người chúng ta, con cái của Chúa, thì chúng ta đang có những cuộc đời như Chúa Giêsu dạy, đó là cần nghèo khó, là sự yêu thương, là cái sự hiền lành, là cái sự công chính, là cái sự xót thương, là sự trong sạch, và cái sự kiến tạo hòa bình, và cái sự bất giải vì công chính. Cái đấy qua những cái điều này, con người ta phải chấp nhận được. Tại sao một cái hiền lành phải nhẫn nhục, phải chịu đựng tất cả mọi sự? Nhưng chúng ta hiểu rằng lời Chúa dạy, chúng ta thực hành những điều đó để chúng ta là công dân Chúa. Trên cuộc đời của con người của chúng ta, chúng ta còn phải làm cái điều đó để tâm hồn của chúng ta được bình an. Cho nên trải qua những cuộc đời của con người, có những lúc chúng ta cảm thấy buồn tủi, có những lúc chúng ta cảm thấy khó chịu, có những lúc chúng ta cảm thấy vui, vì chúng ta cảm thấy là gì? Đó là ở có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của con người luôn luôn gian nan khốn khó, nhưng chúng ta có cái niềm tin thì sẽ có thể trở nên quý và bình an. Và có thật là người anh em phải lâu của chúng ta đấy, là một con người đang chấp nhận những gì Chúa cho đến trong cuộc đời và cảm thấy rất là bình an, mặc dù con người có nhiều bệnh tật, nhưng tâm hồn luôn luôn lạc quan, bởi vì luôn nghĩ rằng Chúa vẫn luôn đồng hành, vẫn luôn luôn yêu thương và luôn luôn nâng đỡ. Và cái điều đó đã hiện diện nhiều hơn ở đây, đó là sự nâng đỡ của Chúa và các việc của cộng đồng. Chúng ta cũng được yêu thương, hỏi thăm, thăm viếng, rồi chúng ta cũng được tin, chúng ta cầu nguyện. Đó là cái điều của chúng ta của con người. Khi những ai cũng trông cậy vào Chúa, đó là sự nhãn thiện trong cuộc đời. Cho nên nó có niềm tin về cuộc đời của người nghiên cứu hữu, sự sống mai sau có sự sống bất diệt. Cho nên ngày hôm nay có con người chúng ta nhìn nhận đến chúng ta ra đi, thì chúng ta nhìn lại bản thân của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Bởi vì ai có ước muốn là chúng ta cùng nhau quy tụ trên đức thiên chúa, thì chúng ta hãy làm gì để cho cái điều đó được hiện thực? Trong tháng 11 này cũng là cái tháng mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm những việc làm phước đức, hãy được dành những ơn này sẽ dùng để làm linh hồn. Thế rồi đó là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, vì chúng ta có niềm hy vọng những người thân ta đi được thân nhân chưa, thì cái điều đó là cách để cho cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Khi chúng ta làm những điều lành phước đức, những sống yêu thương, thì chắc chắn mọi người chúng ta sẽ quy tụ về thân chúa. Gương thiện trong thân lễ trong ngày hôm nay, mọi người chúng ta hướng lòng về chúa để xin chúa luôn luôn cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của chúa trong cuộc đời của chúng ta. Dù có xuất hiện ở đời này hay dù có chúng ta ở đây, chúng ta có hân hoan vì chúng ta được về nhà chúa, nhà chúa là nơi mà chúng ta ước mơ. Cho người ta đi ra đi, chúng ta không phải là cuộc sầu riêng mà chúng ta phải hân hoan vì chúa đã mời gọi để chúng ta đi ra trước chúng ta, để chúng ta có bổn phận của người ở lại. Hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục yêu thương, hãy nói với chúa xin chúa đón thương ra cái nỗi lòng tiếp xúc con người để xúc phạm đến chúa, để rồi xin chúa sớm đưa người anh em của chúng ta
Chúa nâng đỡ tôi em những người còn lại để luôn luôn vững tin và tình yêu thiên chúa để được ngày nào đó các giáo hội của chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong nhà chúa, nơi đó chúng ta cùng nhau để sống ấm no cả ơn chúa.